Xin chào quý vị và bà con nông dân. Đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh trong quá trình suy yếu và lệch đông. Chính vì vậy, cảm giác rét buốt về đêm sẽ thuyên giảm đáng kể. Với mức nhiệt lúc này dao động từ 14 cho đến 17 độ, kèm theo đó là hiện tượng sương mù. Và ban ngày do xuất hiện nắng nên nhiệt độ cũng tăng lên mức phổ biến từ 20 cho đến 23 độ. Riêng khu vực Tây Bắc do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ cao nhất trong ngày có xu hướng cao hơn và dao động từ 23 cho đến 26 độ, có nơi trên 27 độ. Đây là điều kiện thuận lợi cho người dân xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang thu hoạch chè xuân đầu tiên trong năm. Tuy đây không phải là vụ chè cho năng suất cao nhất trong năm, nhưng lại là mùa cây chè cho chất lượng ngon nhất. Hiện nay, toàn xã Thổ Bình có 257,2 ha chè san khao mút, trong đó có đến 25 ha là cây chè san cổ thụ trên 100 tuổi, được trồng từ xa xưa. Ở trên núi cao quanh năm mát mẻ, có sương phủ nên búp chè có tuyết, hương thơm dịu ngọt hậu. Theo chính quyền địa phương, chè san khao mút bước đầu có thương hiệu và cho giá trị kinh tế. Tuy nhiên, để phát triển thành sản phẩm hàng hóa đặc sản và nâng cao đời sống cho người dân, thì cần có sự chung tay vào cuộc của cả chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Trở lại với những thông tin thời tiết, các tỉnh thành miền Trung sang ngày mai cùng với quá trình suy giảm của đới gió đông bắc tầng thấp, thì mưa cũng sẽ giảm dần cả về diện và lượng. Gần như chỉ còn diện cục bộ vài nơi, nền nhiệt vì thế sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Dự báo nhiệt độ sẽ dao động từ 22 cho đến 25 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế và từ 26 cho đến 29 độ ở các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái thời tiết ít mưa, ngày trời nắng. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến vào khoảng 27 cho đến 30 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 31 cho đến 34 độ, có nơi xấp xỉ 35 độ. Đến đây, bản tin thời tiết nông vụ ngày 27 tháng 2 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.